Rồi chào anh em ơi, chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình tiếp tục ở video đi săn nha anh em. Hôm nay đi săn với mẫu ná Adam V2 Limited. Hôm nay mình đi săn khổ hung Adam khổ 12 19 120 nha anh em. Hôm nay mình đi săn với anh hai của mình. Hello anh em nha. Hôm nay đi săn cặp sáng chạy vòng vòng tới địa điểm đi săn cũng chưa chưa rồi anh em ơi. Hiện tại chỗ mình đò đồ thấy nó cũng hết rồi anh em ơi. Vậy chắc bữa nay hai anh em mình đi săn hàng mini hay gì? Kiếm cu rồi vậy bà anh em ơi, chứ bây giờ đi kiếm gì giờ? Thì săn hàng mini anh em ơi. Con hên thì kiếm mấy con hú chứ bẹp bẹp còn nó mới bự thôi chứ cọ giờ hết anh em ơi. Vậy kiếm bẹp bẹp gì cho măng mẹ hay vậy? Mày giờ mày bếp mày ăn đi. Rồi mà anh em xem hết video của mình nha. Lượm lượm anh em ơi. Đây anh em ơi, bìm bẹp đầu tiên nha anh em. Con này nó cũng bên màu đỏ đỏ rồi anh em ơi. Con này cũng bên màu đỏ đỏ anh em ơi. Đó. Hai con anh em ạ. Con kia nó nhảy lên trên đầu không thấy thấy. Hai con bắn trúng con kia bay vòng nha anh em. Bắn con trong mẹ. Vãi cả đạn thiệt mất tiêu luôn. Đâu? Chớp. Vãi đạn bắn ngoài nó trúng đạn rồi mà nó còn bay vô đây rồi vô đây nó còn bay mất tiêu mà anh em ơi. Vãi đạn. Chạy nó chết rồi không bầu. Nó bay dính với tường mà nó không. Vãi đạn thiệt. Ủa gớt đâu vậy? Quá em. Nhà nó dậu dây điện thôi là vô chống luôn rồi. Chết luôn mà còn bay vậy đó anh em ạ. Bắn này trúng rồi mà bay vòng ở đây. Nhà nó vướng công dây điện thôi. Nó gớt nó nhà mấy mà đây gớt cháu nó gớt cháu luôn trời ơi. Sao? Bay đã luôn rồi. Chặt chặt.
bay mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Rớt anh hai ơi. Rớt chưa? Rồi bánh đây. Xin lỗi à. Đi chân xà đáy xuống. Chết chưa? Đó nằm đó. Có còn đi không? Đi vào bánh lượm. Chết chưa? Không chết thì bò vô chết để mất tiêu á. Ok chưa? Hên quá không mắc. Hình quá không mắc các bạn ơi. Cú dặn nha anh em. Trời ơi bòi bấy bá chừng. Vô tối. Ok tiếp tục. Tụi đi dân giặc chính mà ẩm gì không biết nha. Ông dân giặc phụ rồi ẩm ẩm thôi. Yeah, vô một viên. Còn đó. Chực. Rồi, đi. Rất là hay nha. Bắn này chắc đi về ngủ. Còn nữa. Rất. Nào trời. Đi. Giảm gì giảm. Gớt nè bà ơi. Ngay cây luôn. Gớt nè bà ơi. Ngay cây luôn. Gớt nè bà ơi. Vô ẩm kìa bà ơi, ghét ngay đầu rồi kìa. Vô ơi, tôi ở ngoài tôi quay cho. Ngay gốc cây á. Ngay gốc cây á. Cú giận nha anh em. Thấy không? Ngay đầu luôn. Rồi đúng xịn luôn rồi. Mình câu đây móc tới không? À, đi vô bà, vô đi vô bà. Bồi đại đây cho mượn xình nè đi. Đi bắn đi. Mất tới rồi. Giết để nó đổi mất tiêu. Giết cậu bắn cái gì vậy cha. Ê. Rồi. Chạy xuống giết. Ờ thẳng xuống. Ở giao cục quá đó.
teo luôn chứ đâu. Sắp tới này. Mày biết bội đây mày, cái cần câu móc vô. Để tới bờ vòi học cái nó vui mất tiêu luôn rồi. Trời ơi này. Trời ơi. Đó, cua vàng nha các bạn. Gắt luôn. Ủa ai bắn chúng vậy ta? Thêm gì nữa đó. Gì anh hai? Sao bắn hụt quá anh hai? Nè anh chiến đó nè. Xem dưới anh dài chụp nè, chụp nè. Chụp. Rồi hút nhanh nè. Mập không? Rồi bắn ngay đất luôn. Vô tối luôn. Gớp rồi. Không nổi rồi kém. Biết đợi nó kém quốc cái bên luôn rồi đó. Khu dân cư đây, khu dân cư. Cua dặn nha anh em. Ủa vậy. Một con nào nữa. Ê con này đâu nó bay ra nữa anh em ạ. Bay ra thì cho nó gớp luôn nha anh em. Đâu mà đâu trong đó nó bay ra anh em mình không biết nó ở đâu luôn. Rồi tất nhiên là mình được hai con nha anh em. Nó đâu nó bay ra luôn. Nè bỏ vô luôn. Nè biết rồi. Đâu quay ra luôn. Ngộ thiệt chứ. Rớt. Rớt cũng chặn anh em ơi. Đâu rồi. Dặn anh em ơi. Hôm nay bắn toàn cua vàng không luôn. Bành túi ra. Còn trên cây. Trời. Còn trên cây kìa. Rớt luôn. Trời ơi bay mà. Rồi. Rớt giữa xong luôn. Rớt giữa xong luôn. Cảm ơn anh hai. Đâu có tới. Rồi đi có cây kìa riết đi. Để nó trôi cái cần câu luôn. Giết kìa đi. Giết đi. Nó rớt đây rồi mà còn rưỡng rồi mấy.
chết nè, rửa xong nè. Rồi tao cũng không dám đi trên cái cây. Chờ rồi vậy. Đây. Cô dặn nhanh em. Đây cô dặn anh em ơi, bay gượng ra sống rớt anh em ơi. Rồi chào anh em ha. Hiện tại mình thấy có cái vườn nữa đó anh em. Không biết trong đó có dạt hay là con tu hú rồi không. Bây giờ mình với anh hai mình sẽ vô đó kích thử nha anh em. Hay coi vườn hay cũng khá gặp gặp anh em, không biết có dạt ở trong không. Bây giờ ông vô trống ông rồi đi cái tôi ở ngoài quán bay ha. Ok. Ok. Mới đặt bạn hả? Rồi, ok, ông vô ông rồi đi cái tôi ngoài tôi bắn bay. Rồi, vô luôn anh em ơi. Chúng ngỡ tôi bắn chúng giật bay mà không gớt anh hai ơi. Mạnh đạn quá anh em ơi. Rồi cái đây, rồi cái đây. Rồi cái đây, rồi cái đây. Đó, trúng rồi đó. Hay chúng bóc bóc mình không gớt không? Rồi hiện tại anh em mình nãy giờ kích dựng dạt đó thất bại rồi nha anh em, bắn âm bi không à anh em ơi, nó trâu đạn quá. Trâu đạn không? Không biết trâu không, bắn bóp bóp không có nào chết. Mình bắn bay trúng hai con anh em mà nó không chết anh em ạ. Mình bắn đậu trúng hai con luôn không chết luôn. Số mình hình như là không hạ được dạt anh em ạ. Bắn đó giờ trúng biết bao nhiêu con rồi mà nó không rớt con nào chứ. Toàn âm bi không? Bắn trúng đậu cũng có mà trúng bay cũng có anh em mà nó chưa có rớt. Quá thất vọng luôn. Sớm giải bài quá trời bài luôn anh em ơi. Bắn binh binh vậy. Xuống được không? Xuống được không? Trên cây gáo hay gì? Bắn gớt thôi âm. Một con. Một con. Ngay đầu. Rồi giờ mình xéo qua bển mình lượm cu dặn dưới đó nha anh em. Ngay đầu rồi. Rồi hiện tại hai anh em mình mới qua bên bờ bên sông nha anh em. Anh em mình đứng bên đó đó anh em, mình bắn cu dặn trên cây gáo nè, rớt đây anh em ơi, ngay đầu luôn. Chụp qua tên số 2. Gì? Có cái dụm dép cửa dọn thôi. Muốn khoai cho anh được một chút. Dụm đồ dép phải không? Chấp.
Thấy anh cứu dặn nha anh em. Rồi chào anh em, giờ đây là thành quả đi săn của hai anh em mình sáng giờ nha anh em. Được mấy con? Mấy con? Ai biết. Điểm rồi. Chừng chục con vậy. Đi hết con rồi. Tao thả chứ đi đâu. Đang sổ sổ đâu cái nó bay. Thấy còn sống rồi thôi ăn hết. Nó bay cái mất tiêu anh em ạ. Quái đại. Một con. Điểm mà mấy con? 10 con. 10 con, đi hết con hả? Tao thả con. Đi hết con anh em ơi. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ con giấy ăn đó. Bây giờ hai anh em mình sẽ nhổ ong rồi nướng mồi. Nướng xong rồi làm gì nữa? Rồi giờ nhổ ong nha anh em. Rồi chào anh em ơi. Hiện tại cu đồ hai anh em mình mặn sạch sẽ. Cu nước mồi anh em có người mịp với tụ hú thì mặn ra nước chấm làm xong luôn. Anh hai. Tụ hú tao chỉ lấy viên đạn không, tao có mặn đâu. Không mặn hả? Còn mẹ không? Còn cứt. Rồi ông ăn mẹ hay gì? Thôi à. Ăn đi. Tao đã dành cho mày ăn á. Rồi ông cù bắp quá à. Thấy mấy kênh YouTube kìa ai cũng ăn cho tao để cho mày ăn á. Sao ông cù bắp ông dám ăn? Tôi cũng cù bắp tôi không dám ăn luôn. Gì trời. Rồi đang nướng chút xíu nữa chín. Rồi hiện tại cu nướng mọi đồ nướng chín rồi hết rồi anh em ơi. Giờ anh hai mình sẽ review thử. Rồi cái ớt ra cho tôi ăn thử cái này. Đây. Xịt xịt gì không biết nữa đây. Giống nữa rồi đó. Chắc làm đông hay nè. Nè như hạ ngừng miếng. Bỏ ruột gan ra anh em ạ. Bỏ ruột ra, gan ăn được phải không? Được. Quay cho thấy rõ rõ cái đầu, trời quay có nửa cái đầu. Xích hơn. Rồi mời anh em. Rồi mời anh em à. Cái đùi anh em ạ. Quá ngon anh em ơi. Vừa chín tới, nướng vừa chín tới nè. Nhìn mới ngon. Rồi sao ông ăn thử ai. Coi ai trứng muối tôi đâm ok không. Mời tất cả anh em nha. Quả tiên tỏi ăn cho hết, hôi nách nhẹ cái ai. Không vô rồi. Rồi mời tất cả anh em luôn nha. Qua đã. Rồi ăn cùng. Quá tuyệt luôn. Giúp cái đầu nữa nè. Mà vô muốn tỏi rồi, nè. Đó luôn quá. Ăn tỏi có tác dụng mà hơi nát như các bạn. What? Phải không? Phải không? Hai biết rồi. Trời mày không ăn vô giả luôn. Còn con gì tụi hú hay bèm bẹp tụi hú ở đây chút ông ăn bẹ hay gì chút mày ăn đi không ăn đi ông ăn không ông ăn không chưa biết đấy ngồi coi ông cù bắp quá à. Mày cùi gì tôi cũng cù bắp luôn luôn dám ăn. Rồi bây giờ anh hai mình sẽ ăn thử cái bẹ tôi hú nha các bạn. Làm thử cái bẹ tôi hú rồi bắt trước cái nè. Mình cù bắp mình không ăn, mình không cho ăn anh em ạ. Mình sẽ chết á. Nhắc á. Chết không chết, nãy mình tính không ăn. Chết không chết. Nước trái cây mình để thấm vô cái thịt tôi hú thấy ngon quá. Bẹ là gì anh hai? Bẹ là gì?
trái cây. Dạ, cứt đó. Rồi bây giờ anh hai mình sẽ ăn cứt con hú với các bạn. Ấm. Quá dữ. Móc cứt luôn. Thôi ăn. Cái gì vậy? Ok, review ơi, ăn cảm giác thôi, không ăn đại đó. Chung với em mà đâu có gì đâu. Vậy. Chứ cây em mà chua chua ngọt. Chua chua ngọt ngọt các bạn ạ. Cái giấm ghê như vậy. Mình không dám ăn anh em ạ, mình sẽ chết đâu. Chết. Sợ chết là hết luôn. Đâu. Cắn cái đít cái đây. Hết chưa hả? Hết chưa hả? Ồ ồ ngậm nước chiên đạn luôn. Quất cái đầu anh hai. Quất cái đầu luôn đi. Thật trước đây. Vậy à, ăn cái bẹ nó chua chua ngọt ngọt hả? Trong như ăn trái cây thôi. Điện hả? Bẹ cái gì ta? Anh hai. Dạ. Bẹ là cái gì? Bẹ cứt. Cứt hả? Ngon không? Ngon. Rất là ngon hả? Rồi video mình cũng xin tạm dừng tại đây anh em ơi. Anh em xem video khá hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em nha. Tạm biệt. Bye em nha.